Cô Linh chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình của Trung tâm Gia đình Alpha. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay các bạn đã trải qua những gì? Đã gặp những ai? Các bạn có vui không nào? Hôm nay cô Linh sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của bạn Cún Pi rất là dễ thương. Trong một ngày, bạn ấy đã đi đâu, làm gì và gặp những ai? Chúng mình cùng theo dõi câu chuyện Chuyện của Cún Pi nhé. Cuốn sách có tên Chuyện của Cún Pi, tác giả Kimoto Momoko, người dịch Lê Hiền Linh Trụ. Cún Pi sống cùng bố và mẹ. Cả nhà có 3 người. Mẹ sắp sinh em bé nên bụng mẹ rất to. Hôm nay mẹ có vẻ khó chịu từ sáng. Mẹ bị làm sao thế nhỉ? Lúc đó Cún Pi liền nảy ra một ý rất hay. Đúng rồi, mẹ rất thích dâu tây. Mình đi hái dâu tây cho mẹ thôi. Pi nhanh nhảu chạy đi. Cái quả màu đỏ kia có phải dâu tây không nhỉ? Pi quyết định nhảy sang bờ bên kia sông. Nhưng... ôi, Pi chẳng may bị trượt chân rồi. Vậy đây không phải là những quả dâu tây mà là các bạn cánh cam đấy. Ai cứu tớ với? Bạn Cún Pi kêu lên. Pi gắng sức bám vào một khúc cây đang trôi tới. Các bạn cá bơi đến và nói: cậu bơi về hướng này này, cố lên. Cún Pi ra sức bơi. Cuối cùng Pi cũng lên được bờ. Pi cảm ơn các bạn cá. Cảm ơn các cậu. Pi hướng nào được nhỉ? Cún Pi vừa bước đi thì... wow! Không biết sao mà nhiều dầu tây thế nhỉ? Cún Pi rất vui. Chú hái thật nhiều dâu. Mãi mê hái dâu, Pi quên mất là trời đã tối. Mình phải về nhanh thôi. Các bạn chim non bay đến nói: để chúng tớ chỉ đường tắt cho cậu. Đi theo các bạn chim non, Cún Pi gặp dòng sông. Tớ mà lại bị ngã thì làm thế nào? Các bạn chim non nói: cậu quyết tâm lên và nhảy đi, chúng tớ sẽ giúp. Ừ, tớ sẽ cố thử. Và thế là... hey! Cún Pi nhảy từ bên này qua bên kia sông. Cún Pi đã qua được sông. Cảm ơn các cậu. Không có gì đâu. Pi vội vã đi về nhà. Con đã về rồi ạ. Con tìm thấy nhiều dâu tây lắm. Ồ, trông ngon quá. Cả bố và mẹ đều rất vui. Và rồi vào lúc đó, à, em bé này. Từ sau lưng mẹ, các bé cún con chạy ra. Cún Pi rất vui. Thế rồi, cả nhà mở tiệc dâu tây.
Đây là những quả dâu vừa ngon vừa ngọt như chưa được ăn bao giờ. Vậy là cuốn sách đã hết rồi. Các bạn nhỏ ơi, có bạn nào sắp có em giống như bạn cuốn bi không nào? Các bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Có vui mừng không? Chúng mình hãy học tập bạn cuốn bi nhé. Khi mẹ có em bé, chúng mình phải biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc mẹ nhiều hơn. Như vậy, chúng mình mới là một đứa bé ngoan và đáng yêu đấy. Cô Linh cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.